vali đó. Cô thích cái vali? Vali bự con. Ai thích cái này? Em không hỏi. Con cái nào cũng thích, con lấy đi về cho cô, về cho cô. Vẫn còn thèm. Cô mẹ con ống hút nè. Thích nít cho tụi con. Đợi cô lấy cho, cô lấy cho. Như là đòi nó hết luôn, như là em đang bán cái nó thụ nè. Ủa? Ok xong. Khi con chơi xích đu thì con phải đu lên cái xích đúng không? Dạ không. Nhưng đu lên đâu? Dạ đu lên xích đu cái ghế ngồi. Đúng đúng ghê. Hay quá trời. Hay quá. Hai ngày thì con bồ câu đẻ được hai con chim bồ câu. Vậy thì một ngày con bồ câu sẽ đẻ được bao nhiêu con chim? Dạ một ngày con bồ câu có thể đẻ được một con chim. Không, chính xác. Bồ câu đẻ trứng chứ đâu có đẻ con đâu mà đẻ một con. Đúng không? Trời ơi. Không biết luôn. Không biết luôn. Không biết. Cái này là do đội trưởng anh Thành. Trời trời, đội trưởng vô thi vậy trời. Bồ câu mà đẻ trứng con biết hả trời. Không biết thì ngày Tết Nguyên Tiêu, mọi người phải ăn bánh tiêu hay là mọi người phải ăn bánh tét? Muốn ăn bánh gì cũng được. Tại sao vậy con? Ờ, tại vì Tết. Thôi chính xác, lên đi con. Đúng rồi, ăn gì ăn. Ừ, ai muốn ăn gì ăn nha con nha. Mai mình ăn không được, mốt mình ăn được, bữa kia đúng rồi, khỏi ăn, ăn kia. Gì con nói gì? Mình ăn chiên thì mình khỏi ăn. Thất lại đi, hỏi bạn đi chứ con đừng trả lời nữa. Chú thêm có lối ra nha. Chị của ông nội đến chơi nhà thì con sẽ ra chào chị của ông nội con là gì? Chào chị. Trời ơi trời, chị của ông nội con mà con nghe con chào chị vậy hả? Chào nội. Con chào nội hả? Có phải bà nội con đâu mà con chào nội. Câu này tuy dễ mà khó, tuy khó mà dễ. Khả Như với Dương Lam có câu trả lời không? Khả Như coi. Em theo cái trí thông minh của Lam em. Lam trả lời trước nè, Lam nhìn mặt ngơ ngác hơn nè. Em nghĩ là dạ, dạ con chào là được rồi. Không phải phân biệt. Dạ con không? Chào không được. Dạ con chào. Cái là tự mình khi dễ ta nữa. Khả Như coi. Dạ con chào bà chị của ông nội. Nói ra ta tưởng mình mỉa mai. Ta đã chào bà chị của ông nội. Cái ta tưởng mình mỉa mai bà ta. Bà bác của ông anh, bà bác của ông. Đơn giản nha nè, nghe biết chào gì không? Cái gì? Dạ chào bà. Vô. Chào bà. Vô à. Ờ. Mày chạy được nha. Nhẹ nhàng vậy thôi. Nhẹ nhàng thôi. Hai nhân vật thường đeo kính trong bộ phim hoạt hình Doraemon là ai? Nobita. Ai nữa? Khả Như không biết luôn. Hai không biết, em biết chứ. Dương Lam không biết luôn bạn ơi. Dương Lam biết anh. Dương Lam còn không đọc chuyện nữa. Con biết không? Sebasi. Sebasi là ai vậy? Ờ, Sebasi là bạn của Doraemon. Sợ cái con Sebasi đây vậy? Con đó là con gì vậy? À, là cháu nội của Nobita thì phải. Ở trong tương lai á. Ở trong tương lai nha. Trong thế kỷ 22 con Sebasi. Thế kỷ 22. Thì cái con Sebasi, ở cái đó là con gì? Ờ, Sebasi là người. Con người giống Nobita nhưng mà từ thế kỷ 22 để mất kính luôn. Lên! Xuất sắc con không ơi. Biết luôn á. Con chỉ cần con nói mẹ của Nobita, mẹ Nobita cũng có đeo. Ghê thiệt, biết tới cái Sebasi mà tôi chưa biết Sebasi là cái nào đó. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí.